chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì hôm nay bọn mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu loa ở nhà KTV. Con này có tên là GD12-13, được bán bên mình với giá hiện tại là 2.950.000, có công suất là 350W và có bát là 3 tấc, có một jack. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ qua về kết cấu bên ngoài của con loa này cho các bạn nhé. Thì nhìn vào thì chúng ta có thể thấy được mẫu loa này được thiết kế mặt lưới là màu vàng đồng, rất là chắc chắn, và là thùng gỗ. Có 2 micro và bản mạch của con loa này thì nằm phía bên hông. Thì những con loa này thì cũng giống như những con loa tầm trung khác, thì sẽ có là volume, bass, jack, echo, volume guitar, volume cũng micro. Thì để có thể giúp các bạn có thể cảm nhận được công suất của con loa này thì mình sẽ mở một bản nhạc test cho các bạn nghe thử nhé. Anh trở về quê
trở thành hoàng phế dòng diều. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cau, với miếng trầu. Ta làm lại từ đầu. Lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chung chùa làng xa, chiều lại mang bên mai nên khói ấm tình thương. Bát cơm rau thắm mối tình quê, có con trâu, có nương dâu. Thiên đường này mơ ước dòng loa tầm trung nhưng mà nghe âm thanh công suất đánh bass rất là chuẩn luôn. Thì tiếp theo đây để cho giúp cho các bạn có thể cảm nhận được cái mic của con này như thế nào thì mình sẽ mời bạn nhân viên bên cửa hàng của mình hát thử cho các bạn nghe nhé. GD12-13 được bán bên mình với giá là hiện tại là 2.950.000 và có công suất là 350W, có bass là 3 tấc và 1 chép. Thì để có thể biết thêm thông tin chi tiết về con loa này thì các bạn có thể truy cập vào website ở bên mình là linkkienstore.vn hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline của tụi mình là 0901 814 818.